Em Mỹ xin mến chào toàn thể quý vị thân mến ạ. Em Mỹ chào các bác ạ. Các bác ơi, hôm nay thì có em Mỹ đồng hành cùng em Mỹ Vlog ạ. Trong chuyến hành trình khám phá ngày hôm nay thì hai chị em mình sẽ đồng hành cùng nhau đi khám phá một bản làng của người đồng bào dân tộc Mông. Đấy, lúc đấy thì chị em mình đến ở trên ấy thì cũng nhìn thấy có hai ban ngôi nhà ở tích tre quẩy đồi ở trên này. Nhưng mà hình như là nhìn thấy có một ngôi nhà thì trong hai hôm trước thì có mưa đá này, mưa gió rất là to. Kiểu như là ngôi nhà ở trên thì có một chút lợi hại, hình như là đá bị bay tấm polo xi măng rồi. Nên là hôm nay thì hai chị em mình sẽ đồng hành cùng nhau đi lên một con đường quá là san sôi, đi lên trên mà thăm bà con và chia sẻ một chút cho quý khán giả thân mến trên kênh của em Mỹ được biết ạ. Và đến đây thì chắc là hai chị em mình sẽ để xe ở đây thôi, tại vì thấy con đường đi thì cũng rất là nguy hiểm và cũng rất là dốc nữa. Đây là hai chị em mình sẽ để xe ở đây. Và phía đằng sau này là một quán bán hàng này. Và hình như là đây thì cũng là người Mông thôi. Đấy, nhìn bà phía bên kia thì bà cũng mặc trang phục người Mông thôi này. Cháu chào bà. À nhá, họ che là bò. À đây là quả bán hà của bà. Là ni giờ lu à thì che mùa hà lo. À tụi nhá thế tụi tu mùa hà lo. Ơ đó tụi tu tụi nhá nhỏ ni lo. À vậy bà ơi, hay chúng cháu muốn đi lên trên thăm bà con ở trên nhưng mà không lấy xe đi được thì hai cháu vâng gửi xe ở đây, tí nữa hai cháu về lấy xe có được không ạ? Bò. Ước xa mùa sầu la lút rồi sau xuống lại thì xì mà do cái phải phải chắc chỉ tàu chết mùa ít chơi ô lút chết là sát tàu này thì mình chỉ ít lỗi mà cha nhá. Vậy là cháu cảm ơn bà rất nhiều ạ. Chả liệu chào năm đâu á. Ước mùa là vâng ạ. Bây giờ thì hai chị em mình bắt đầu di chuyển đi lên trên. Số dưới này là một con suối. Hình như là gia đình bà cũng nuôi rất là nhiều con vịt nhỉ. Phía bên này là rất là nhiều vịt nhỉ, chán. Phải đi qua con suối này đi. Phía bên kia nhìn thì cũng không xa mấy nhở, nếu mà đi thì chắc là tí nữa sẽ thở hồ hồ đấy em Mỹ à. Cái này thì phải đi như thế nào ta? Ở đây thì hình như là bà con cũng lấy xe đi lại đấy. Đây cũng có những cái bánh xe như này này. Nhưng mà con đường này trời nắng như này lái xe thì chắc là cũng dễ. Nhưng mà trời mưa thì chắc chắn là sẽ rất là trơn. Tại vì là làm một con đường đớt thôi này. Với lại ở đây thì kiểu như là trời mưa to thì sẽ hay bị sạt lở này. Ở trên này sạt lở rất là nhiều chỗ. Ở đây xa quá. Ừ, ở đây xa nhỉ. Ở chỗ quê của em thì có mưa đá và gió to không hả em? Ở chỗ em gió không to đâu chị ạ. Gió không to á? Thế là may quá rồi. Ở quay quanh miệng vạt thì cũng kiểu như là không có. Nhưng mà ở xa thì chị xe qua ở trong YouTube và TikTok ấy. Thì có rất là nhiều nhà bị thiệt hại rất là lớn. Hôm nay chị quê không nhớ đổ mũ rồi. Chắc chắn là hôm nay thì hôm nay rất là nắng.
Không nhớ mà sáng nay quê mất. Với lại ở đây thì cũng nóng hơn ở Mèo Vạc nhỉ. Chắc là đi đến hai ba cái ngôi nhà ở trên thì phải đi qua rất là nhiều cái khúc cua như tay áo thì mới đi đến hai ba cái ngôi nhà ở trên. Đây đây là mặt phẳng hơn nhiều. Hình như là ở trên này thì cũng có một con suối, nhưng mà trời nắng như này rồi thì nước cũng cạn rồi. Nhưng quanh đây thì bà con ở đây cũng đa số là có một số nhà chưa trồng ngô này, chưa cày nương này. Ở đây thì cũng cày hết rồi, nhưng mà chắc là trời không mưa nên là khô, bà con chưa trồng ngô. Còn phía bên này thì chắc là ruộng bạc thang này đã cày rồi, nhưng mà chắc là cày lâu lắm rồi nên là cỏ no cũng mọc rất là nhiều. Ở trên quanh Miều Vạt thì cũng không thấy sạt lở nhiều như này em nhỉ. Nhưng mà từ cái lúc mà hai chị em mình bước vào trong xã Khâu Vai này thì chị thấy ở quanh đây thì cũng sạt lở rất là nhiều. Nhưng là phía bên này này, phía bên kia thì hình như là vừa mới sạt lở, đất cũng rất là mớ này. Tại vì là ở đây thì đất toàn là đất không có đá ấy. Em nghỉ đến đây thì em nghỉ thấy có rất là nhiều tấm pô lôn xi măng ở phía bên kia ấy. Nên là em nghỉ thử đi hỏi xem là cái ngôi nhà đấy có phải là trong cái hôm mà chờ mưa to đấy, có phải là bị gió thổi bay không. Nhưng mà ở đây thì không có con đường đi này, chắc là phải mòi ở dưới này đi thôi. Đây này, chắc là vừa mới sạt lở. Nói chung là bà con ở trên Hà Giang này ấy thì cũng rất là nghèo ấy, cũng đi chịu khó đi làm ăn 1-2 năm thì mới làm được một căn nhà ở, được trêu nắng trêu mưa thôi. Nhưng mà mưa gió một cái thì lại bay hết nha tấm bồ lô của bà con như thế này. Phía bên này thì chị thấy tấm pô lô cũ đang xếp ở đây thôi, không biết là chuyển đi hay như nào. Ồ, phía bên kia có một chú đang đưa cỏ cho bò ăn. Ôi, đây cũng là một cái nệm nhà rất là rộng ấy, nhưng mà ở trên này thì sạt lở xuống này, không biết là ngôi nhà này thì phải là sao rồi. Cháu chào chú ạ. Anh nhóc ở trên đó chính tả. Ờ. Vậy là cái này nhà này là có phải là của chú không ạ? Lúc có trên đi bồi hòn này luôn. Có trên đi ạ? Ừ. Lúc này ô lúc nào ạ? À dạ ô lúc ạ? À hiện tại bây giờ chú chuyển đi ở đâu rồi ạ chú? Nhìn đi ớt sao một nhóc hả thì là? Phụ tí ạ. Ờ nhìn đi ớt sao một nhóc phụ tí là? Ừ. Tóc bó bỏ kia phụ tí ạ. Ờ. Nhưng mà đất sạt lở ở đây thì từ cái lúc mà chú chưa chuyển đi đã sạt lở rồi hay là chú chuyển đi rồi mới sạt lở chú? Nhớ nếu thôn đồng hai thì cho áp bó lò ní là thảo chỉ tao trao nó chê tiếp bó lò là cho thảo thì ơ trao một tà là nó thiếp bó lò. Từ bó lò chê liệt tà thích khiêm đi mà. À. Ờ. Chú bảo là cái lúc mà chú chưa chuyển nhà đi phía bên kia ấy, thì đất cũng là sạt lở về làm cái cột hỏng hết rồi nên là chú mới chuyển đi đến bên kia để ở. Vậy là chú chuyển được bao nhiêu năm rồi chú? Nhất nhì ơ thì cha một tí ta chả xong là chính giờ. À xong đi xí lô. À xong đi xí lô. Ừ. Lúc xí chính thở cha mù mà. Xí chính ở bó cử xí ạ. À. Ừ bó cử xí ạ. Bó cử xí lúc chả ly mà. Bó cử xí.
Chú bảo là năm ngoái thu hành ngô thì chú chuyển đi rồi. Vậy là sạt lở như này thì sạt lở ban ngày hay là ban đêm hả chú? Nhá này tiền đi po, nhá này đi po luôn không là po món tu? À po món tu là? À nhá này mà nên lón hắn lo lo này thế thì po là gì nữa cháu á? Chú bảo là đất sạt lở ở đây thì sạt lở ba đen nửa đê thì đã sạt lở rồi nên là không biết là phải làm sao, nên là buổi tối thì chú mới giáp bò buộc ở trên để ở trên thôi. Nhớ gì lọt tạp mò nhớ gì mà che nè tiếp chỉ bỏ cá nhớ cho nhớ lịch trà mà. Bây giờ sạt lở thì để lọt cho nên bỏ được không được. Bây giờ tập bên nhau chán cái to là sau nhớ sau cũng đóng đồ xe. Vậy là năm ngoái thì sạt lở như này thì có gió có mưa thôi hay là có mưa đá nữa hả chú? Nhớ này thì trái này nữa thì po nhớ này mà giờ này mua nán lo thế mà chùa xếp là giờ này mua cho nà po dê thế mà chỉnh nà thế đó chú bảo là có mưa to thôi không có mưa đá, nhưng mà tại vì là đớt thôi không có đá ấy, nên là mới sạt lở như này. À po là nhớ này mà ở cho mình nhồi thế po này thế chú ơi trả lo quá trả ô hồ sao khi tạp à. Ở hồ sắc khế tà là chú ấy chá. Chú bảo là sạt lở như này xuống thì chú gọi vợ của chú này, các cháu dạy hết rồi, không bị là sao. Chú ơi, vậy là hai cái cột tre phía bên này là có phải là cột nhà không hả chú? Nhưng này ớt á thì chơi sống thổ này, bùa giờ ớt á chơi sống tre. Ớt á là giờ ba cô cử sứ à? Giờ ba cô cử sứ đó. Chú bảo là hai cái cột tre này thì không phải cột nhà ấy, nhưng mà trước thì cô chú cũng chập canh ngô về để một đống thế này, nhưng mà đất sạt lở xuống thì canh ngô ở dưới rồi nên là không lấy được canh ngô ra. Cháu cả ơi chú rất nhiều nhá, cháu đi đây ạ. Ủa chào thằng tao ở chín giờ ú mù là em Mỹ sẽ bắt đầu di chuyển đi nào. Đấy, cô chú thì đã chuyển đi được một năm rồi, nhưng mà tấm Polosima cũ của cô chú thì vẫn để ở đây này. Chắc chắn là cô chú sẽ rất là nhớ cái chỗ ở cũ của cô chú này. Tại vì là ở trên cao này thì cũng mát mẻ và có một cái view rất là đẹp. Nhìn phiến bên kia có rất là nhiều canh gạo này. Và ngôi nhà của bà con ở phiến bên kia thì một ngôi nhà sống ở trên một của đồi rất là đẹp, và cũng nhìn thẳng đi xuống dưới con suối ở dưới nữa. Hôm nay thì trời rất là nắng kinh khủng ấy, nhưng mà sáng nay thì lại quên không nhớ mang mũ ấy. Nên là trời rất là nắng thì em Mỹ cũng đi qua một đoạn đường cực kỳ là dốc và rất là xa đến chỗ này rồi, nhưng mà đến đây thì có một cây rất là to ở đây, dâm này rất là mát này. Chắc là em Mỹ nghỉ ngơi một lúc thì em Mỹ sẽ di chuyển đi lên trên ba ngôi nhà cao nhất ở tít trên này. Hình như là em Mỹ thấy có một ngôi nhà đầu tiên thì không biết là chùa bò hay là nhà ở ấy, thì cũng bay hết tấm Polosiman rồi. Nhưng mà ở rất là xa nhìn thôi, không biết là có phải không. Ở đây thì làm đường mặt phẳng này. Nhưng mà em thì cũng chưa biết là phải đi qua cái co suối phía bên kia đi hay là như nào ấy. Wow, hai cái cây này này, cái cây phía bên này với lại cái cây này, có hai cái gì đó ở trên ngọn cây. Trên này có một cây cối rất là to nữa. Wow,
ở trên này có một cây rất là to này. Không biết là cây gì. Nhưng mà hình như là ở phía bên này thì có một cây đã đổi ở phía bên này rồi. Cái cây này không biết là bà con chặt hay là đổ xuống. Ôi, cây này là đổ xuống thôi này. Đây ở trên này. Đổ tít ở trên xuống dưới này này. Wow, rất là nguy hiểm. Với lại cây này rất là to này. Những cái cây to như này nếu mà làm nhà ở gần thì cũng rất là nguy hiểm này. Này phải đi qua một con suối đi. Trời nắng như này thì con suối cũng ít nước này. Nếu mà trời mưa to thì chắc chắn là con suối này rất nhiều nước chảy. Lúc nãy thì em mình để xe ở tít phía dưới cái ngôi nhà ở dưới này. Đấy, xong là em mình đi leo lên trên này. Một đoạn đường cực kỳ là dốc và xa này. Và xe máy thì không thể lên đây được. Và chỉ là leo đi bộ thôi. Đến đây thì cũng gần ba ngôi nhà cao nhất ở trên này rồi. Đứng ở đây nhìn ba ngôi nhà thì ở trên nữa thôi. Đi tầm khoảng là nhanh nhất thì 10 phút nữa thì đến rồi. Đây, cỏ của bà con này. Cỏ non này thì chắc là hai hôm trước có mưa đá to ấy, nên là lá cỏ bị như này hết rồi. Ở đây này cũng vậy này. Đứng ở trên cao nhưng là nhìn phía bên kia thì rất là hùng vĩ và rất là đẹp, nhưng mà bà con ở trên này thì không biết là làm nhà tít trên của đồi như này thì lúc mà vác vật liệu lên trên này để làm được một ngôi nhà thì phải làm thế nào, tại vì là toàn là đường mòi thôi. Không có một con đường đổ bê tông về đến nhà cả. Và cũng là một nơi rất là xa. Đường to này. Đường to thì ở tít nhá, phía dưới. Có suối ở dưới. Leo lên trên này thì nếu mà đi chậm thì chắc là tầm khoảng là 2 tiếng đồng hồ. Đi nhanh thì chắc là hơn 1 tiếng thì đến đây rồi. Đến đây thì không có con đường đi phía ba cái nhà bên kia rồi. Nên là em mình sẽ mòi đi theo nưa giấy của bà con đây. Ở trên này thì có rất là nhiều cái hâm mộ kè đá ở trên này. Nưa ở đây thì bà con đã cày hết rồi, nhưng mà chưa trồng ngô này. Lúc nãy thì em mình nghỉ ở dưới, nhìn thì kiểu giống như là một ngôi nhà tấm polo xi măng bay ấy. Nhưng mà đến đây thì mái nhà cũng không sao, chắc là chùa bò rồi. Cháu chào bác ạ. Anh nhớ hơi chơi là nhỉ lo. Vậy là bác là chủ nhà ngôi nhà này à bác? Nhờ tụi chú chê đi nó nhỉ lo. Nhờ mà. Đi cho ấy tụi nhau chê thế lò. Vậy là cháu xin phép vào nhà chơi một tí có được không ạ bác? Ủa thôi là họ chê nhà chùa ném mình chỉ bật tao. Ủa thôi là họ chơi chùa ném mình chỉ bật tao. Chùa tao hả? À chùa tao đó. Vậy là cháu cảm ơn nhá. Vào trong nhà thì mát hơn nhiều. Cháu chào bác ạ. Bác chào cháu à?
Này, nóng quá này. Gia đình hai bác cũng có một cái quạt như này. Nóng quá nên là chắc là em nghỉ sẽ mượn quạt của hai bác một tí. Tại vì là rất là nóng này. Hai bác đi đâu về ạ? Anh ấy tập kinh ném quá chị lo. Anh ấy mua té lo lo. Sáng nay thì hai bác đi làm nưa về. Bác ơi, cho cháu xin hỏi một chút là lúc nãy cháu ở phía dưới thì cháu nhìn lên trên này thì thấy một ngôi nhà hay là một cái chùa bò bị bay hết tấm polosima có phải không ạ? Bộ tao tuôn đàn chia bẻ ni mà úp bỏ cho ít lúc trên là cho ít lúc cua giờ ta cho vừa đấy mà giờ anh này lúc là giờ là từ từ sau này lúc giờ lúc đó là chùa bò của hai bác bị bay hết tấm polosima nghe. Ôi đây phía này chùa bò của hai bác đây này. Ôi phía dưới này thì tấm vỡ lô bay đi đâu hết rồi. Có như tấm vỡ lô ở trên này thì đã vỡ hết rồi này. Ô nóng đắn thế nữa đàn này bộ lòn là đấy bộ lòn lắm lo. Đưa là đi đưa là đi nữa u đi đi mà mình thấy. Vậy là bị như này là chắc là có mưa đá rất là to nhỉ bác nhỉ? Thế giờ mà lòn hạt là lo hành thì thế nhóc đi nhỉ? Là đi là bé thằng là bé là lo đi ăn chua nè, đi ăn đồ lo ăn chua nhưng đi liệu, nhưng vừa đi trâu đồ là đi đi đàn nữa luôn này. Đấy, bác bảo là mưa đá thì rất là to ấy, kiểu giống như là đổ ấy. Nhưng là có mưa đá rất là to nên là làm cho cái chuồng bò của hai bác tấm pờ lô cũng vỡ hết ở trên này rồi. Vậy là đứa em gái này là con của hai bác à bác? À nhất thì tụi mình xài nên nhỏ nét tụi mình xài chỉ cho. Giờ mình xài sáng lo. Là con của con trai. Mò tiền lòn lờ tiết lọt chua nó lòn tờ nét con trai mà. Đấy, bác bảo là đêm hôm đó thì mưa gió rất là to và mưa đá cũng rất là to nên là hai bác cũng không dám ngủ trên giường nên là phải dậy và đứng ở phía bên này có các bếp ấy, chỗ nào mà có các bếp thì sẽ đứng ở đấy thôi. Cái ngôi nhà nào mà không có các bếp thì cũng rất là sợ này. Mình có một ít kẹo ở trong ba lô này cho em gái này này. Vậy là tí nữa ăn trưa xong thì hai bác lại đi làm nương à? Nhất thì nét nó sụt tài nét cho cá mù quá té đó. Cháu mời bác ạ. Có tính tên nét mà mù là nhà em này. Em cần hai viên tí nữa cháu này dậy thì đưa cho cháu này nhá. Trái mình chỉ mướt là tụi mẹ đấy nhá. Hả? Bác ơi, cháu có hai viên kẹo mời bác này. Thì nếu mình thái à? Mua ăn chiên. Mà mua thái nó chỉ kỹ. Ở trong bếp này là bác đang làm gì vậy bác? Học hỏi chú ạ, quá chí. Uống lên là tụi mình nhổ pư đang đúng là. Uống lên là tụi mình nhổ pư là. Bác đang nấu cơm gạo cho em bé đấy. Em bé đang ngủ này. Vậy là cháu đến thăm hai bác như này thôi nhá. Cháu xin phép cháu đi về nhá. Tôi chuyển nó nhắn đi sư u thơm mù lỡ. Xin lo tiếng nhiệt lo. Mù lỡ. Mù lỡ. Cháu đi về đây ạ. Nếu mà có thời gian thì cháu sẽ qua lại đến thăm hai bác nhá. Chị qua chào. Mù lỡ. Mù lỡ. Đây là một con đường cực kỳ là dốc.
phải đi rất là cẩn thận, không thì bị trượt chân. Lúc nãy thì em mình về đến đây ấy, thì em mình nhìn thấy một căn nhà ở phía dưới này. Nhưng là hai hôm trước thì có mưa gió to ấy, nên là bị bay hết cả tấm bờ lô xi măng này. Nên là em mình thử đi xuống dưới này xem là hôm nay thì có ai ở nhà không. Đến đây thì đã nhìn thấy căn nhà ở phía dưới rồi này. Nhưng là căn nhà đấy cũng tấm bờ lô chưa cũ, rất là mớ. Chắc là vừa mới làm được chưa cách đây lâu. Nhưng mà bị mưa gió to ấy, nên bay hết cả một bên mái nhà rồi. Phía bên kia có một anh đang bột củ ở bên kia này. Em chào anh ạ. Anh nhớ chê lò. Anh ơi cho em hỏi một chút là em muốn xuống dưới căn nhà này thang một chút, nhưng mà có ai ở nhà không ạ? Ủa sao mùa hoa la lút chê chú la mình chỉ là bố mất này nhớ chê là hả? Là nhớ là đó. Nhưng mà phải đi con đường nào đi hả anh? Như một chất cây thử mù. Con đàn đi tốt mù á? Mà trong đây chỉ mua kê rồi. Thế anh ấy bảo là đi con đường này đi, nhưng mà cài hết rồi thì không nhìn thấy con đường đâu. Chắc là sẽ mò đi xuống dưới này, quay hết cả một bên mái nhà. Dồi ôi, tấm polo xi măng này bay hết xuống dưới này. Ở đằng sau nhà này rất là nhiều tấm polo xi măng vỡ hết ở đằng sau nhà này này. Chắc là gió thổi từ phía bên kia đến nên là mới bay ở phía bên kia lên trên này. Nhưng mà ở trên này thì có một vách tường nước rất là cao nên là không bay qua được. Thì bay đến đây thì lại rơi xuống dưới này rất là nhiều. Con đường đi xuống dưới thì rất là khó đi. Em chào chị ạ. Anh nhớ hỏi chơi là nhà nào? Chị ơi cho em xin hỏi là chủ nhà phía bên này đi đâu rồi ạ chị? Út thân hồng ở tiệt tụ chết chết lúc chơi đi mua chị là? Nhớ to nhớ to là chỉ nhớ lúc trên này đó. Trên liệt tà nhớ là trên nào. Lúc này là trên chết rồi. Lúc là trên chết rồi, còn tàu liệt tà kia nhớ là trên nào. Thế nói gì nè. Ước tôi xuống này, ước bỏ này lúc trên giáo nhớ này, ước tôi xuống này. Mai ơi. Hôm nay bố tôi hằng gặp tôi xuống với bố trên nhiều. Em ý đã hỏi chị bảo là chủ nhà này đi đâu rồi, chị bảo là đi nhà phía bên kia rồi, tại vì là mưa to gió to nên là bay hết nha. Mái nhà nên là sẽ đi ở nhờ phía bên kia. Đấy, ngôi nhà này thì chị đã bảo là vừa mới làm ấy. Đây đây là những cái vách ván ép rất là đẹp. Đây những cái cột gỗ rất là mớ. Em chào chị ạ. Anh nhớ chơi lò. Vậy là ai là chủ nhà ở ngôi nhà này? Anh ấy thì từ từ chơi chơi lúc chơi ní. Giờ đó. Đấy chị này là chủ nhà ở ngôi nhà này. Vậy là chị ơi em xin hỏi là ngôi nhà này thì hai vợ chồng chị làm được bao nhiêu năm rồi ạ? Ủa thon nồng tiền nét lúc chơi thì nét của ta chả xong là. Chơi thì họ uống rồi lúc chia tà ít tiếc uống.
nó lúc chiến gì á? Nó chiến là sẽ đi uống mình sẽ tới thử. Chị bảo là ngôi nhà này thì hai vợ chồng chị vừa mới làm Tết năm nay thôi, hơn một tháng thôi. Đấy, nhìn ngôi nhà cũng rất là mới. Thì tao nó hao ni lò nà thế lò chua lo là chỉ lo. Lo thế lì già nhá nè. Lò là thế lò chua lo. Thì lúc chế đấy già tàn. Ồ. Đấy. Bay hết một nửa mái nhà rồi. Đấy, phía trên này thì bay hết rồi này. Vậy là tấm bạc ở trên này thì bay hết mái nhà nên là hai vợ chồng chị mới can một cái bà ở trên này à? Nhất thì tiền hết lúc chơi gia tàm mà nếu thì ly với để có sẵn như là hối chá? Gia tàm thì chỉ muốn đi khô à. Chứ thì muốn là cố vô cho dí à, cho cháu ba nghĩ cho chị à. Nào rồi, chị liệt tà thì thế muốn đây cố vô cho cháu ba nữa. Không mà chị tao vô. Chị bảo là bay hết một nửa mái nhà rồi nên là hai vợ chồng chị thì cũng không có tiền sửa ấy. Nên là vợ chồng chị cũng căn một cái bàn như này để có mưa thì mưa sẽ không ướt. Cái tấm ván ép này thì vạc ép này nó không hỏng ấy. Chị ơi, đây là những cái xà lập mái nhà chị. Nhớ nhìn cho đi ở trong ca thì chị vừa bây giờ. Đúng rồi mà, trong ca của giỏi gia tà. Trong ca của giỏi gia tà thế á? Gia tà mua cho xá bên nhà, chứ cho khảo là khảo không được xưa. Đấy, lúc nãy thì chị bảo là nhớ cái xà lập mái nhà này thì cũng bay hết đi đặt sau nhà ấy. Đây là hai vợ chồng chị mới nhà để ở đây. Đấy, khi nào mà sửa được thì sẽ sửa. Vậy là em xin phép vào nhà một tí có được không hả chị? Út thông một hao chê bởi tao. Chị thì đang đi mang chìa khóa này. Ở trên này thì không có xà ngam rồi, chỉ có xà dọc như này thôi. Đây này, những cái xà dọc như này thì còn này. Những cái xà nặng ngang thì không còn này. Ở đây thì không còn một cái nào. Nói chung là bay hết cái này thì cũng rất là khó khăn này. Để sửa lại được một ngôi nhà thì chắc chắn là sẽ mất rất là nhiều tiền. Ngôi nhà của hai vợ chồng chị rất là rộng nhỉ. Nên nó chê đa hay ngó. Tổ nhẹ thì chỉ muốn nhẹ trải nhẹ ua. Trải nhẹ ua chứ hả? Ở trong nền nhà rất là nhiều tấm bồ lô xi măng. Vừa bấy ở trong nền nhà này. Tại vì là ở trên này thì cũng gần cái giường ngủ của hai vợ chồng chị ấy, nên là rất là nguy hiểm. Đây, như tấm bồ lô ở trên này này, vốn véo ở trên này thôi này, rất là nguy hiểm. Vậy là chị ơi, em xin hỏi là cái lúc mà gió to mà bay hết một bên nhà như này thì hai vợ chồng chị và các con thì ngủ như thế nào ạ? Nhớ này thì thảo thì lấy lúc chơi dạo tái sáng này là mà nó cho nên chị túng này bướng này và chập bướng mà. Bé mình nhớ bé tao bỏ đi mùa giờ cho bé cho mình tú bé mình tao bỏ là thế à. Vậy là chồng chị đi làm thuê rồi à? Ốt tụi chị mùa giờ là lo đi mùa giờ à, cho nên nhớ thế đó cho bé nhớ vậy chúa lo chỉ mua chỉ trông để bé đi kêu một to như không rồi nhớ thì chỉ tao ăn than chỉ mua than cao thì bé kêu bé mình nhớ tao bỏ lại à. Thế chị bảo là chồng chị thì đi làm thuê rồi còn mẹ con chị thì đang ở nhà thôi, nhưng mà lúc thì mưa gió to ấy nên là bay hết một nửa mái nhà như này rồi thì mẹ con chị cũng không biết là phải trốn ở đâu cả nên là mới chạy đi nhà bà phiến bên kia ở thôi. Những tấm bồ lô ở trên rất là nguy hiểm. Cho vừa sau ni mà chùa chị tao mi giáo tôi nhớ không đi á. Chị ơi, hai ba tấm bồ lô xi măng ở trên mái nhà này thì rất là nguy hiểm á, nếu mà có anh em hoặc là các bác các chú ở nhà thì chị nhờ họ đến tháo cái tấm bồ lô xi măng ở trên này đi. Sợ các cháu dưới đây chơi thì rất là nguy hiểm ấy. Dân trai chơi như
mà rút nó mà dùng mù hết lưỡi mà dùng mốt trót sau thì cú tôi nhìn mà xài cho vừa sau phóng một đợt tiếp theo mà tôi chỉ chưa chị bảo là mỗi lần chị đi làm việc hoặc là đi làm nưa thì chị sẽ khóa cửa không cho các cháu vào đây chơi, sợ các cháu vào đây chơi thì như tấm plô xi măng ở trên này rất là nguy hiểm ấy, sợ rơi xuống thì không an toàn được. Ở bên ngoài nhìn thì hình như là cũng không hết bao nhiêu ấy, nhưng mà vào trong nhà này nhìn thì bay hết cả một bên mái nhà của hai vợ chồng chị rồi. Vậy là em xin hỏi là chị tên là gì ạ? Lào Thị Và. Lào Thị Và. À. Chị Và, à, năm nay chị có bao nhiêu tuổi rồi? 24 tuổi á? À, 24 tuổi là ít tuổi hơn chị ấy. Chị 29 tuổi rồi thì phải gọi là em rồi. Vậy là chị xin lỗi nhá, lúc nãy thì gọi nhầm là chị, nhưng mà em ít tuổi hơn chị ấy thì em là em rồi. Em cứ gọi chị là chị đi. Bên này thì bay hết này, còn máy tấm ở trên đầu của em Mỹ là rất là nguy hiểm. Nhưng mà phía bên này thì có một tấm ở như là cũng sắp vỡ bay đi rồi. Em ơi, vậy thì ngôi nhà của em bay một bên như này thôi thì nếu mà vợ chồng em sửa ấy, thì sửa cả hai bên hay là sửa một bên thôi ạ? À, nhất nhìn tiền ấy nút trên này giờ ít xa xứ nữa ít xa phải đi nữa chỉ giờ mà nhất nhìn nhờ tiền ấy đó các kho mà nét kho tàn thò ô xa ô hô là giờ nét kho ít xa xứ. Khó xa chỉ muốn nghe là cho sao cho tiền thắp là cho tết thật tàn sao phải cho vừa để tá này ờ tiền muốn nghe mà cho khó tàn cha tiền cho ba ba mình chỉ thêm mà thấy cho khó tàn ở xa thế thế rồng à cho lúc để cho che cái liệt tài thì thân che cái liệt tài. Vậy là ngôi nhà này thì hai vợ chồng em là hết bao nhiêu tiền à? Chị ta cho thế 60 triệu á? Chị biết hết khao chứ. Tiết thế, cậu vô tu cậu cho A này nhé. Sa chân tông tật tá mà chê. Ừ, cho trọng sạch. Ừ. Cho chân tông tật tá. Cho thế. À, em và chia sẻ là ngôi nhà của hai vợ chồng em bà thì làm hết tần khoản là 60 triệu như này, tại vì là cũng phải thuê máy xúc về xúc đất ở đây để thành một cái nệm nhà rộng rãi như này nữa. Nói chung là bay hết như này thì cũng rất là khó khăn nhỉ. Vậy là ba cháu này là con của em à? Mấy tuổi trò giò đó? Mấy tuổi trò giò lại đó? Bóng hít tù và giò tuổi như này bóng. À. Cháu cả ơ cô. Cháu cả ơ cô. Đi học chưa? Học lớp mấy rồi? Học mẫu giáo à? Cháu cả ơ cô. Hai đi. Hai mà. Mắt cứ có tiếc lắm. Vậy là cháu bé này thì đi học chưa? Chưa. 2 tuổi đấy. 2 tuổi à? Này, cháu gái này đây này. Cháu cả ơ cô. Hai mẹ. Cháu cả ơ cô. Không biết nói à? Cần tao gì có hai đây này. Món gì món chứ nè. Món rồi. Này, chị cho em này. Sắp xếp. À, cô này. Cháu cho cô. Chữ ơi cha. Hôm nay thì em Mỹ đến khám phá ở đây ấy, nhưng mà em Mỹ thấy ngôi nhà của hai vợ chồng em bà thì cũng gió to ấy, nên là bay hết một bên nhà như thế này. Thì em Mỹ xin thay mặt chú ở tiểu bang Marile, em Mỹ xin trích quỹ 4 trang tiền của chú tặng cho
vợ chồng em và, để em và sẽ có một cái tinh thần trước khi mà em nghỉ thay mặt chú ở tiểu bang Mandalay tạ phần quà của chú cho em và, thì em nghỉ cũng xin phép chú và xin phép quý khán giả thân mến, em nghỉ xin thay mặt chú tạ phần quà của chú cho vợ chồng em và, để làm một món quà động viên hai vợ chồng em và. Nhiệt luôn à? Nóng nhiều tuổi mà, ý là nhiều tuổi thì chỉ tết chào xưa mà u bỏ nên u chê mà nếu tuổi thì nếu giàu tàn thò ý xa nên thì là mà tuổi thì khẽ na hay nghe. Nóng nhiều thì luôn đã tổ chức giờ nhớ rõ tỷ thì ba ma gì lê u thì luôn nữa mua blog của tiên thì bút đó thì ý là thì sao nên lúc nào lúc rồi nhá. Dạ xuất sinh. Chị qua đi cháu à? Xuất sinh nhé. Mà ba thì hôm chiều ơi chào giờ thì ốp hai lúa má úy lo chào tụt tin giờ giờ chị úa chào tin giờ ở trên trên liệt tàu đó trên ba ba hơn như đó ư với ủa chào đó. Em và cũng có một lời cảm ơn gửi cho chú ở tiệm bang Mandalay này, cảm ơn chú rất là nhiều, một món quà rất là đầy ý nghĩa cho hai vợ chồng em và. Em nghĩ cũng cảm ơn tấm lòng của chú rất là nhiều ạ. Chị vào thăm vợ chồng em như này thôi á, nên là chị xin phép về nhá. Nếu mà có thời gian thì chị sẽ qua lại để thăm hai vợ chồng em. Chị qua cháu à. Chị qua cha. Nếu mà lúc nào mà em đi làm nương hoặc là làm việc rồi thì em khóa cửa nhá, đừng có cho các cháu vào đây chơi. Tại vì là những tấm pờ lôn ở trên này rất là nguy hiểm nhá. Ấy lúc nãy thì còn ba cháu trai ở đây nữa này, nên là em mình sẽ kẹo cho ba cháu trai ở đây. Trên này có không? Này cháu này, cháu cả ơ cô. Cháu cả ơ cô. Cháu trả ơ cô cũng đúng nè, mạnh dạn như này mới đẹp trai chứ. Này cháu này nữa này. Này cháu cả ơ cô. Hòa lắm. Cháu tên là gì? Cháu tên là gì? Cháu tên là gì à? Này cháu này nữa này. Cháu cả ơ cô. Cháu cả ơ cô. Hòa lắm. Ê cháu này tên là gì? Cháu tên là gì? Hả? Cháu học lớp mấy rồi? Cháu học lớp mấy rồi? Học lớp không à? Các cháu này bảo là cháu này học lớp không. Rất là học mầm non rồi. Các cháu rất là đáng yêu này. Cô chào các cháu nhá, cô đi đây. Năm nay thì ở trên vùng cao này thì cũng ít có mưa, nên là hai hôm trước thì đang có một trận cơn mưa rất là lớn, nên là làm cho ngôi nhà của bà con cũng bay hết mái nhà này, cũng giống như là vừa nãy ngôi nhà của hai vợ chồng em bà ấy, thì một ngôi nhà vừa mới làm được hơn một tháng thôi, nhưng mà có gió to, mưa to thì gió thổi bay hết một bên rồi, còn một bên thôi. Nói chung là rất là khó khăn để đi kiếm được một đồng tiền về làm được một ngôi nhà. Nhưng mà chưa ở được bao lâu thì đã bị gió thổ bay hết một nửa như này, cũng rất là khó khăn. Nếu mà cô bác xem được cái video này rồi thì cô bác sẽ cho em Mì một nút like và một nút đăng ký để em Mì có một động lực đi khám phá những nơi thật là đẹp và chia sẻ cái cuộc sống của bà con ở trên vùng cao này cho các bác cùng xem ạ. Có lẽ là nội dung ngày hôm nay thì em Mì xin chia sẻ đến đây thôi. Một lần nữa thì em Mì cũng rất là cảm ơn quý vị thân mến đã luôn luôn đồng hành cùng em Mì. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong những video tiếp theo ạ.